Trong cuộc sống này thì chúng ta phải biết sống chủ động. Và để sống chủ động, một trong những yếu tố sống chủ động đó là chúng ta biết động viên nhân viên. Mà để động viên nhân viên thì chúng ta không chỉ động viên bằng tiền đâu. Đấy, đã vào để cụ thể hơn ấy, thì mình đi vào cụ thể đấy. Đã vào trong những tháng cuối năm ấy, thì việc khen thưởng của công ty luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhân viên và là nỗi đau đầu của các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp đều nhận thức rất rõ là một trong những chính sách động viên nhân viên hiệu quả nhất chính là khen thưởng. Tôi còn nhớ cách đây 4 năm trên chuyến bay về từ Bắc Kinh ấy, thì sau khi nhận giải thưởng top 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực châu Á, Thái Bình Dương, tôi đã nghe CEO của một công ty bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam chia sẻ về điều kiện để trở thành nhà bán hàng trưởng, để trở thành cửa hàng trưởng của một công ty của anh đó là đủ 18 tuổi, có bằng phổ thông, thông trung học, biết cách chăm sóc khách hàng và quan trọng là biết cách động viên nhân viên. Các vấn đề khác của cửa hàng như giá bán, quản lý hàng tồn kho, đặt hàng chấm công đã có công cụ cụ là ERP xử lý rồi. Và chỉ sau 2 năm từ ngày nói chuyện đó thì công ty này đã có hơn 200 cửa hàng phủ kín các tỉnh thành của Việt Nam với kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Tôi rất tâm đắc với yêu cầu của người quản lý và phải biết cách chăm sóc động viên nhân viên. Điều này có thể nói là điểm yếu của các công ty và các nhà quản lý Việt Nam. Tôi tìm hiểu và thấy rằng bản mô tả công việc của các chức danh quản lý hiện nay ấy, gần như là không một công ty nào đề cập đến chuyện này. Với tôi, động viên nhân viên là yêu cầu bắt buộc và quan trọng nhất của người quản lý. Khi mà chúng ta có những cần những nỗ lực của nhân viên mà những nỗ lực đó được ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng thì họ sẽ có cảm thấy thoải mái, hiệu quả làm việc sẽ được nâng cao. Chúng ta vinh danh những cố gắng, những kết quả tốt đẹp trong quá khứ để hướng tới những thành quả xuất sắc hơn ở trong tương lai. Bên cạnh đó, những nhân viên khác cũng có những tấm gương tốt để phấn đấu và noi theo. Có nhiều cách để động viên một nhân viên, đó là lời động viên chia sẻ khi nhân viên gặp khó khăn, khen ngợi công khai trước nhiều người khi nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dành những chính sách ưu ái cho nhân viên khi được tự do chọn giờ đi làm việc ở nhà hoặc là đi về sớm, đi làm trễ và những ngày đặc biệt với cá nhân đó, các buổi ăn tối, hát karaoke cùng với nhau, bữa tiệc sinh nhật, viết tay cho nhân viên. Và điều đặc biệt quan trọng là khen thưởng định kỳ của công ty, thông thường là dịp vào dịp cuối năm. Hiện nay thì có rất nhiều các công ty coi nhẹ, không chú trọng đến công tác khen thưởng. Có công ty khen thưởng nhân viên cuối năm chỉ là vài trăm ngàn cùng cái tờ giấy khen thôi, nhưng cũng có công ty thưởng nhân viên cuối năm với số tiền rất lớn. Theo một số nghiên cứu thì khen thưởng bằng tiền sẽ bị nhân viên quên đi nhanh chóng chỉ sau một vài tháng. Vì vậy, bên cạnh việc khen thưởng bằng tiền, chúng ta còn phải chú trọng đến những giá trị tinh thần khi mà vinh danh nhân viên. Nhìn lại quá trình đi làm của mình thì từ những thành tích mà tôi tự hào luôn gắn liền với những bằng khen, những buổi vinh danh trân trọng, tôi thật sự không nhớ những lúc như vậy mình đã được thưởng bao nhiêu tiền. Tôi luôn khoe bằng các bằng khen trang trọng của mình với con, những người thân và đồng nghiệp. Và với tôi, tiền không phải là phần thưởng cao nhất dành cho một nhân viên xuất sắc, cũng như có phần được ghi nhận, sự ghi nhận về tinh thần, mà bằng lời khen là cần thiết. Ngoài ra, cách trao phần thưởng bằng vinh danh của nhân viên cũng hết sức quan trọng, vì tục ngữ Việt Nam có câu là của cho không bằng cách cho. Vì vậy, trong dịp cuối năm này, đặc biệt là một năm khó khăn, thì việc vinh danh những nhân viên xuất sắc là hết hết sức cần thiết. Tôi nghĩ không chỉ là những giá trị vật chất đâu, mà bằng tiền đâu, mà chính việc chúng ta ghi nhận mang tính động viên tinh thần và sự trân trọng khi vinh danh sẽ luôn phát huy tác dụng tốt, giúp nhân viên nỗ lực làm việc và tạo thế chủ động để người khác noi theo. Là chủ doanh nghiệp, nhà quản lý luôn chứng tỏ cho các nhân viên hiểu rằng họ được ghi nhận và được đánh giá cao về kết quả mà họ đóng góp cho công ty, và sự thành công của doanh nghiệp phần lớn phụ thuộc vào nỗ lực của nhân viên.
doanh nhân vật Việt Nam thời hội nhập, thì ở phần này chúng ta sẽ nói Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Thế giới ngày nay thì đang trở thành một làng toàn cầu với 7 tỷ dân và hàng triệu doanh nghiệp thuộc nhiều quốc gia, dân tộc khác nhau. Và doanh nhân Việt Nam bây giờ trở thành doanh nhân toàn cầu, họ bắt buộc phải có tầm nhìn và kỹ năng quản lý toàn cầu để lèo lái doanh nghiệp tiến thẳng đến bến bờ thành công. Ngày 10 tháng 10 năm 2006, tôi trình bày phần phát biểu của mình về tình hình kinh tế Việt Nam và hoạt động doanh nhân Việt Nam tại hội nghị doanh nhân trẻ quốc tế. Tất cả các bạn bè ở các nước đều biết Việt Nam trở thành thành viên của WTO nên đã vui vẻ chúc mừng. Tuy nhiên, cũng không ít người bạn đã chia sẻ với tôi những nỗi lo lắng cho doanh nhân Việt Nam khi mà hội nhập sân chơi toàn cầu. Tôi hiểu, một sân chơi mới, rộng hơn, to hơn và nhiều cơ hội hơn, đầy thách thức hơn đã mở ra cho dân tộc Việt Nam, cho một cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Trên chuyến bay từ Seoul trở về thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã suy nghĩ về hình ảnh hợp tác và cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa, giống như một cuộc chạy đua marathon. Thì doanh nhân Việt Nam phải vượt qua chính mình và phải biết cố gắng tiến nhanh về đến đích. Tôi lại nghĩ đến các bạn bè doanh nhân trẻ của mình, những người đang chơi chính trong sân chơi toàn cầu. Chúng tôi phải làm gì, học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm gì để có thể giữ vững và phát huy được doanh nghiệp của mình, góp phần vào sự thành công của nền kinh tế Việt Nam và phát huy lòng tự hào dân tộc. Rõ ràng thì sân chơi rộng lớn đã có rất nhiều doanh nhân phải hợp tác và cạnh tranh với những công ty mà có thể là những tập đoàn hàng đầu thế giới mà cũng có thể là vô danh. Cách chúng ta nửa vòng trái đất, câu tục ngữ biết người biết ta trăm trận trăm thắng của cha ông luôn luôn đúng. Nhưng làm thế nào để biết người và biết ta cho thấu đáo, chính xác và khoa học? Tôi biết rất nhiều người đã tự hỏi là tại sao Việt Nam là rừng vàng biển bạc, có nhân dân cần cù nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu. Tất nhiên có cả nhiều lý do và có cả chủ quan và khách quan, nhưng theo tôi có một lý do rất quan trọng và ngày càng trở nên quan trọng hơn khi chúng ta tiến hành mở cửa tham gia WTO. Tôi muốn nói đến một thực trạng là Việt Nam chưa hề có cộng đồng doanh nhân chuyên nghiệp đâu. Đánh giá chung về đội ngũ có 500.000 doanh nhân Việt Nam hiện nay, có thể thấy đại đa số còn hạn chế về trình độ văn hóa, kiến thức và kỹ năng quản lý. Số liệu điều tra của Bộ Kế hoạch Đầu tư trên 63.000 doanh nghiệp ở 36 tỉnh thành cho thấy thì số chủ doanh nghiệp Việt Nam có trình độ đại học trở lên thì chiếm 40,81%, cao đẳng chiếm 3,56%, trung học chuyên nghiệp thì chiếm 12,33% và 43,3% là doanh nghiệp có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên. Tôi hiểu rằng nhận thức và năng lực điều hành doanh nghiệp không nhất thiết phải dựa vào sự đào tạo trong trường lớp, nhưng việc hạn chế về trình độ của các doanh nhân đang làm khó khăn lớn cho doanh nghiệp và quá trình cạnh tranh hội nhập. Một điểm yếu nữa của doanh nhân Việt Nam là khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ít đọc sách, ít tham gia học hỏi từ các khóa huấn luyện và không có thói quen sử dụng tư vấn chuyên ngành. Có một bài báo trên mạng Internet nhận xét khá xác đáng là phần lớn doanh nhân Việt Nam rất ít dành thời gian của mình cho gia đình và đặc biệt là để vui chơi với các con ở lứa tuổi cần sự chăm sóc và tình thương cả bố lẫn mẹ. Trong khi lúc đó thì ngoài công việc tại cơ quan, họ phải dành quá nhiều thời giờ cho các hoạt động giao tiếp, vui chơi với bạn bè. Kinh nghiệm ở nước ngoài cho thấy những doanh nhân thành công lớn là những người biết phân bổ quỹ thời gian hợp lý, biết phân bổ quỹ thời gian thiếu cân đối sẽ dễ dẫn đến sự xào xáo trong gia đình, ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập và tuổi thơ của con cái cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tôi đã gật đầu khi mà đọc được những lời nhận xét này vì nó hoàn toàn đúng với bản thân của chính mình. Tôi đã ngẫm lại và phải xấu hổ thừa nhận rằng thời gian tôi ngồi trên các chuyến bay dạo gần đây còn nhiều hơn cả thời gian cùng học bài, cùng chơi với hai cô công chúa của mình. Một điểm yếu nữa của doanh nhân Việt Nam theo tôi đó là phần lớn các doanh nhân chúng ta chưa có lịch làm việc khoa học, cũng như các đồng nghiệp ở nước ngoài, lịch làm việc của doanh nhân Việt Nam thì chưa phản ánh các chương trình ưu tiên và trọng điểm.
chưa dành nhiều thời gian để tham dự các buổi hội thảo trong nước và quốc tế, hoặc là họp với các chuyên gia tư vấn để thảo luận các vấn đề phát triển công ty mang tầm nhìn chiến lược mà vẫn mang yếu tố bị động, nhằm giải quyết các vấn đề hàng ngày. Trong đa số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì chủ doanh nghiệp phải làm quá nhiều việc, nhưng hầu hết thì không phải là việc của mình. Với điều kiện mang tính chất đặc thù của đại đa số doanh nghiệp Việt Nam đang ở quy mô vừa và nhỏ, chưa có sự tách biệt rõ ràng về quyền sở hữu và quyền quản lý, nên chủ doanh nghiệp vừa là người sở hữu vừa là người quản trị điều hành. Vì vậy, ngoài việc kiêm nhiệm nhiều chức năng cũng phải ôm đồm quá nhiều việc, họ cũng chưa có điều kiện thời gian để trang bị kiến thức đầy đủ các lĩnh vực này. Mặt khác, để trở thành một nhà quản trị điều hành giỏi, ngoài chuyện học hành đào tạo bài bản còn có những yêu cầu về tố chất bẩm sinh. Một cuộc khảo sát mới tới đây có tới 42% doanh nghiệp Việt Nam cho biết công ty đã có lập kế hoạch chi tiết cụ thể trong những năm tới, trong khi đó thì có 41% là chỉ xây dựng kế hoạch tổng quát và có 15% không lập kế hoạch. Có đến 88% doanh nghiệp có tầm nhìn và chiến lược kinh doanh bình thường và yếu. Nếu đã biết mình với những mặt còn yếu và tồn tại, thì doanh nhân Việt Nam cần phải xây dựng cho mình những phẩm chất nào để có thể tồn tại và phát triển trong thời gian toàn cầu hóa này, sau khi cuốn Thế giới phẳng được xuất bản, và nhất là sau khi ở Việt Nam đã trở thành WTO thì đã có nhiều đúc kết từ phẩm chất, kỹ năng cần có đối với doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về vấn đề này và thừa nhận là doanh nhân Việt Nam có rất nhiều cơ hội để nâng cao trình độ, năng lực bản thân, gia tăng sức mạnh, sự cạnh tranh cho doanh nghiệp để thành công. Theo đánh giá của tôi, một trong những phẩm chất cần thiết của doanh nhân trong thời đại toàn cầu hóa chính là khả năng tư duy và tầm nhìn toàn cầu. Gia nhập sân chơi toàn cầu, yêu cầu đầu tiên của các doanh nghiệp là chủ động tìm hiểu luật chơi, nghiên cứu kỹ các thỏa thuận, hiệp ước mà Việt Nam phải ký với các nước để hiểu rõ những thuận lợi và khó khăn, sắp xếp lại sản xuất và kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh. Ra biển lớn thì cần phải hiểu rõ quy luật của thời tiết. Các doanh nghiệp nên chú trọng đến việc nắm bắt thông tin các yếu tố biến động thị trường thế giới. Tư duy và tầm nhìn toàn cầu hóa thì cho thấy doanh nhân có tầm hiểu biết sâu sắc về thị trường hàng hóa, dịch vụ mà mình đang kinh doanh, thấu hiểu rõ chuỗi giá trị toàn cầu và định hướng đến một vị trí tốt nhất cho các chuỗi giá trị mà mình muốn nhắm tới. Khi tham gia các sân chơi toàn cầu thì kinh doanh ở trong thế giới phẳng, các doanh nghiệp phải vượt qua chính mình, phải hiểu biết và thành thạo luật chơi mới, biết liên kết và đối tác đáng tin cậy với các đối tác đáng tin cậy trên toàn cầu. Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp của người Việt cần phải thay đổi theo hướng sẵn sàng liên kết, hợp tác để đôi bên cùng có lợi, thay vì chỉ nghĩ đến quyền lợi của chính bản thân mình. Bên cạnh việc xây dựng cho mình tầm nhìn và tư duy toàn cầu thì doanh nhân Việt Nam còn phải học hỏi và tạo cho mình cái kỹ năng quản lý toàn cầu. Xuất phát từ đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam là phần lớn các doanh nhân đã không được đào tạo bài bản về khoa học quản lý, cho nên kỹ năng quản lý toàn cầu là áp dụng những phương thức quản lý tiên tiến, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, khoa học, am hiểu luật pháp, thông lệ kinh doanh quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu triển khai trong tất cả các khâu của quá trình kinh doanh sẽ nâng cao doanh nhân và doanh nghiệp, giúp cho hàng hóa và dịch vụ Made in Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ngoài hai yếu tố tính chất nêu trên thì doanh nhân Việt Nam còn phải hội tụ đủ các yếu tố tính chất khác như chỉ số EQ hay là nhạy cảm, khả năng tư duy chiến lược, tính cách nhanh nhạy và có uy lực của người chỉ huy. Đặc biệt là họ phải có đầy đủ những cái sức khỏe để chiến đấu bền bỉ và chịu đựng được áp lực và thách thức. Tôi rất may mắn được sinh hoạt và sống cộng tác cùng với cộng đồng doanh nhân trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế. Tôi cảm nhận được sự nỗ lực của bản thân và các doanh nhân trẻ khác trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là những doanh nhân trẻ, đã mang trên vai một sức mạnh lịch sử, là những người chiến sĩ mang cho chiến sĩ trong thời bình, sẽ thành công trong thế giới phẳng, sẽ sáng tạo ra ngày càng nhiều những sản phẩm tri thức mang tính chất trí tuệ Việt, những hàng hóa mang thương hiệu Việt đầy cạnh tranh, khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Tảng mạng về chuyện phá sản, cái phần này mình sẽ nói ở mục sau, và
đã qua được hai cái mục mới mà mình xin kết thúc tại đây.